Khoảng 17 giờ 40 phút chiều ngày 13 tháng 5, tại địa bàn khóm Cái Nai, thị trấn Nam Căn, bất ngờ xảy ra vụ cháy, rất may không ảnh hưởng đến tính mạng con người. Sau khi xảy ra cháy, gia đình kịp thời thông báo đến lực lượng có liên quan tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, do ngọn lửa quá lớn nên đã nhanh chóng lan sang hai căn nhà lân cận. Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Theo ghi nhận của một số đơn vị tham gia chữa cháy, do thời gian ngọn lửa cháy tương đối lâu nên mức độ thiệt hại về tài sản gần như hoàn toàn ba căn nhà và tài sản bên trong. Nguyên nhân xảy ra vụ cháy ban đầu xác định là do chập điện. Hiện ngành chức năng đang thống kê thiệt hại tài sản và giúp người dân khắc phục hậu quả.